Kính thưa quý vị, thực hành hát then của người Tày Nùng Thái ở Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại vào năm 2019. Hát then đàn tính mang tính chất lễ và hội, ngoài yếu tố tâm linh là để cầu mùa chúc phúc, then tính còn giải trí, giải bày nỗi lòng, thể hiện tình yêu đôi lứa, ca ngợi quê hương bản làng, lao động sản xuất. Các làn điệu then không chỉ là món ăn tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số, mà còn là bản sắc, là hơi thở, là tình yêu quê hương của đồng bào dân tộc Tày Nùng ở Bắc Cạn hôm nay. Sau đây, mời quý vị đến với phần trình diễn Di sản hát then đàn tính do các nghệ nhân người Tày, huyện Ba Bể trình diễn. Ai về thăm quê hương chúng em, thăm núi rừng chiến khu xưa, nơi thường buồn sông có dòng xanh chảy về xuôi, người có hay sớm chiều tiếng chim gọi thầy. Ngọt ngào nghe con đi câu hát như thế. Đây suối Nà Tu kia đồn Phù Đông, anh vườn đèo gió đèo giàn, còn bao cung hát dài phóng năm nào, tự hào nhớ mãi lời thơ bác dặn dò. Ai về Bắc Cạn nghe em hát câu thề bên dòng sông. Có hay sớm chiều tiếng chim gọi mây, ngọt ngào nghe con đi cô hát tư thế. Nơi cuối Nà Tu thì đồn Phù Thông, mẹ mưa kéo gió kéo giang, vẫn nhắm tiếng hát vi hơ, chứ cầm thơ bằng lung lan lư lưng, chứ mà bằng càn tình hát câu thề. Bốc quan tạm quay thương căn hay giúp tình hở quay chứ tiếc nơ chớ tâm càng nặng rây vẫn tính thơ quê quê tiền tình tàu khá chờ quê quê tiền tình tàu khá chờ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chiều tiếng chim gọi về, ngọt ngào nghe câu thi câu hát lư thề. Đây suối Nà Tu kia đồn Phù Thông, anh vườn đèo gió đèo giàng, còn vang khung hát dài khóc na.